trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, Bắc Giang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 6, Bắc Giang có gần 3.000 ca nhiễm bệnh, nhiều hơn tổng số ca nhiễm ở các nơi khác trên cả nước cộng lại. Một người dân Bắc Giang chia sẻ với YouTube Việt Tân về cuộc sống trong tình trạng bị phong tỏa, giãn cách xã hội. Thì hiện tại Bắc Giang thì người ta vẫn yêu cầu là mọi người là không tụ tập quá 3 người, và hàng ngày thì họ có thông báo trên điện thoại là không, tức là nhà đóng cửa then cài, không có tiếp xúc với người lạ, là tức là không sang nhà hàng xóm chơi và cũng không tiếp ai ở nhà ấy. Là không giao tiếp, nhà là không giao tiếp với nhau. Mọi nhà vẫn phải ra chợ ấy, thì họ vẫn cho mở phép mở chợ nhưng mà mở hạn chế thế. Thì ngoài cái việc bán rau, tức là thực phẩm, thịt thà thì không được phép bán cái gì khác. Kể cả quần áo hay là các đồ dân dụng thứ là đóng cửa hết. Tất cả mọi người là không ai làm gì, chỉ trừ những người bán thịt, nghệ, bán rau là được phép bán. Chợ thì so với ngày thường thì nó rất là vắng. Còn đây được 100% chợ, tức là nó chỉ được 10% so với ngày. Tức người ta chỉ có nhu cầu đi mua thức ăn thì người ta đến xong người ta về luôn ấy. Không phải như trước đây có thể là mua cái này cái nọ thì đến chợ. Để chỉ ngoại trừ mua thức ăn là đến ấy, chứ còn không đi đâu hết. Khu công nghiệp thì nói chung là công nhân vẫn rất là khó khăn ấy. Nhưng vừa rồi thì họ có quyết định là cho một số công ty được phép hoạt động trở lại, nhưng mà hoạt động cách hạn chế thế. Những cái người công nhân mà được kiểm tra kỹ rồi thì họ cho đến ấy, đến làm ấy, và đến thì cũng phải ở luôn công ty, tức là không được về nhà nữa. Nhưng trước đây có thể là sáng đi tối về, tức là đi về nhà ấy. Nhưng bây giờ hiện tại nếu mà muốn làm thì bắt buộc là phải đến công ty ở. Công suất hoạt động nó cũng không được như bình thường. Trước đây thì có thể là 100% công suất thì chắc bây giờ nó chỉ được hoạt động được 30% thôi. Bởi vì họ cũng có cái lo lắng là nhiều công ty mà nó không hoạt động thì nó có thể phá sản ấy. Nên là họ biết là cái việc đi làm của công nhân nó cũng nguy hiểm, nhưng mà họ vẫn phải chân. Công nhân ở các khu công nghiệp thì thực sự là họ đang rất là khó khăn ấy. Tình trạng có thể là nhiều chỗ có thể gọi là bi đát luôn ấy, bởi vì là công nhân thì họ đa số là họ cũng bị nhiễm ấy, hoặc là bị tiếp xúc với những ca nhiễm ấy, thì họ hay bị cách ở các xóm trọ chẳng hạn ấy. Có nhiều xóm trọ là không được tiếp xúc với nhau, mà một xóm trọ nó có khi nó đông cả 100 công nhân mà lại những cái người đấy thì họ lại không đi chợ được ấy. Thì này thì nó khá là khó khăn ấy. Có nhiều chỗ công nhân họ phải ăn mì tôm cả nửa tháng liền ấy, không được tiếp tế. Và đa số công nhân thì ở nhiều các tỉnh khác họ đến đấy, họ khó khăn hơn là dân địa phương rất là nhiều. Nhất là những người công nhân người ta mới xuống làm, người ta chưa có tiền ấy, mà lại bị nhốt ở các khu nhà trọ ấy. Có những người ta phải đi tìm ra đồng, người ta hái rau hái cỏ ăn rồi ấy, ăn mì tôm bằng bao nhiêu ngày này rồi. Mình cũng thấy có một số nhóm người ta đến giúp đỡ rồi ấy. Chủ yếu là người ta giúp đỡ về thực phẩm, hoặc là những cái người ta chạy xe cứu thương thì người ta đến người ta giúp chạy những cái trường hợp mà bị nhiễm, người ta chở đi thôi. Nói chung đợt này Bắc Giang cũng được nhiều đoàn người ta đến người ta giúp đỡ. Đợt này họ lo lắng hơn rất là nhiều, bởi vì đợt trước Bắc Giang thì thực ra là họ nó bị rất là nhẹ thôi. Nó bị nặng nhất cả nước luôn. Như hiện tại Bắc Giang nó có khoảng sắp chỉ đến ngày nay sắp chỉ 3.000 ca nhiễm rồi, và vẫn tăng, ngày nào cũng phải tăng ít nhất 100 ca. Đến nay thì cũng chưa biết là đến hôm nào thì hết giãn cách. Thì họ cũng biết là thông báo là không có người dân cứ ở nhà, thì họ cũng chưa tôi có lịch cụ thể là đến hôm nào thì là xong cái đợt này. Vâng, về cơ bản thì người ta vẫn chấp hành tốt. Thì một phần thì là người ta cũng sợ bị lây, thứ một phần nữa thì là chính quyền họ cũng có những cái hình thức phạt khá là nặng ấy, chẳng hạn như không đeo khẩu trang thì bị phạt này, từ 1 đến 2 triệu ấy, hoặc là ăn nhậu trong những ngày này. Vừa rồi có một vụ thì 40 triệu một người, có 5 người ăn nhậu thì bị phạt khoảng 200 triệu, hơn 200 triệu, tương đương với 10.000, gần 10.000 đô. Hiện tại thì mình chưa thấy họ có cái hỗ trợ gì cụ thể cả. Thì vừa rồi họ có thông báo là giảm giá điện, nhưng mà thực sự là cái cảm thấy nó rất là nhỏ thôi, nó không tấm vào đâu được. Trong cái mùa hè này thì cái nhu cầu dùng điện nó rất là lớn rồi, nhất là người ta lại bị ở nhà ấy, thì cái nhu cầu nó càng cao ấy, mà giảm nó không thấm vào đâu. Trong khi những cái nhu cầu hàng ngày ví dụ như thực phẩm hay các thứ đấy thì người ta vẫn rất là, nhưng mà cũng không thấy cái sự hỗ trợ nào. Hiện nay thì chỉ có một số đối tượng là được ưu tiên nửa thôi, thì đấy là
là những cái cán bộ làm trong cái ngành y mà người ta phải tiếp xúc trực tiếp với lại bệnh nhân chẳng hạn ấy. Hai là những cái người làm trong cái tổ phòng chống và công nhân, cũng công nhân phải đi lao động ấy, người ta cũng được ưu tiên tiêm phòng trước, còn đại đa số nhân dân thì là vẫn chưa được tiêm phòng. Đối với những cái đối tượng ưu tiên của nhà nước ấy, những người làm trong cái tổ phòng chống Covid thì là họ không mất, còn lại công nhân là vẫn phải mất bình thường. Nói chung là mình nghĩ cái đấy thì trước hết là chính phủ phải có cái trách nhiệm chủ động trong cái việc đấy. Thế còn đến lúc mà dịch bệnh nó đang bùng phát thì mới kêu gọi thì nó không có sự chủ động ấy. Mà trong cái tình trạng dịch bệnh nó đang lây như này mà không chủ động thì mình thấy rất là nguy hiểm ấy. Tại vì khi mà người ta thụ động đợi vào cái sự đóng góp của người dân ấy thì có thể nó cũng thành công, biết đâu là cái sự đóng góp nó chậm, hay thì nó chậm ngày nào thì nó thêm nguy hiểm cái ngày đấy thôi. Thật ra thì mình nghĩ là những cái có một số ít người giàu thì có thể đóng góp thôi, chứ còn mặt bằng chung của người dân thì đa số là cũng đang gặp khó khăn đấy. Nói chung là mình cũng chỉ mong là cái tình hình dịch bệnh này nó giảm bớt đi để cho người dân người ta đỡ khổ, nhất là công nhân đấy. Bởi vì công nhân ở Bắc Giang thì đa số là ở những cái vùng miền núi phía Bắc này này. Miền núi phía Bắc họ xuống Bắc Giang họ làm rất là đông ấy. Và đa số công nhân thì những người công nhân đấy thì họ có cái đời sống rất là khó khăn đấy. Và cũng mong chính quyền có những cái giúp đỡ tích cực hơn đấy, rõ ràng hơn đấy. Còn trong tình trạng này thì họ cứ biết là họ thông báo giãn cách và yêu cầu người dân ở nhà, nhưng mà cũng không có cái sự giúp đỡ cụ thể nào rõ ràng, thì thực sự là như vậy là cũng không ổn đấy. Vì là có thể trong 2 tháng thì có thể là người ta vẫn còn cầm cự được, chứ còn nếu mà cứ tiếp tục lâu dài giãn cách không thôi mà không có sự giúp đỡ thì cuộc sống của dân người dân lúc đấy rất là khó khăn ấy. Tại vì khi mà yêu cầu người ta ở nhà không làm ăn gì thì cũng phải có cái sự hỗ trợ nhất định.